Hello anh em, trở lại kênh DHBG của mình nhé. Cái video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi ngày 1 nó ok nhất nhé. Đầu tiên là cái game này nó không có cái phần cho mình đổi server ở ngoài nha anh em. Anh em phải vào bắt đầu vào trong game ấy, tức là vào server 1 ấy. Xong anh em thoát ra luôn nhé. Đây mình mới đang level 2 anh em ạ, mình thoát ra xong mình vào lại nhé. Đây là nó sẽ cho mình đổi server nha anh em. Đây cái này mình cũng đã làm ở video trước rồi này. Anh em bấm vào cái server. Đây xong anh em chọn tất cả server nhé. Đây nó vừa thêm một cái server S3 này anh em ơi. Đây nhưng mà mình chơi server S2 nha anh em ơi. Cái lúc bắt đầu chơi như nó cho mình vào cái server mới nhất đấy anh em ạ, chứ không phải là vào server 1 nhé. Đây mình chơi ở server 2 nha anh em ơi. Đây mình đã chuyển sang server 2 nha anh em ơi. Cái này anh em nào mà chơi trên PC của mình, anh em vừa vào đi map ấy, anh em vừa gia nhập Korea nhé. Còn anh em nào mà trên chơi trên điện thoại ấy, thì anh em vào đi mấy map cho nó cái thể lực đấy nó xuống mốc mắc nhanh anh em ơi, để cho nó hồi phở re ấy, đỡ phí anh em ạ. Rồi anh em vào cái trang gc.thoidaininja.vl để nhập Korea anh em ơi. Khi anh em mà vượt qua cả đầu tiên của chương 3 ấy, thì nó sẽ mở cái huấn luyện anh em ơi. Cái huấn luyện này thì anh em có thể kiếm được trang bị nhá. Đây level 1 này, ở đâu trang bị cấp bậc 1 này. Phẩm lục nhá, chắc lên level 30 ấy thì nó sẽ là phẩm lam nha anh em ơi. Cái này thì chắc là anh em từ từ hắng farm cái này nhá. Anh em đợi lên level 30 anh em kiếm luôn trang bị lam nhá. Đâu cái này mình đi một lần cho anh em xem nhá. Đây cái này nó có cái rút lá này anh em ơi. Như là C là cú nhất thì phải, S là ngon nhất nha anh em. Đây A của nó là được rút 6 lần nhá. S mình nhớ là hình như là được rút 8 lần thì phải. Đây cái này nó có cả là mới nha anh em ơi. Anh em mà ra cái cùi mình không không nhớ là C hay D gì đấy, nhưng mà nói chung là nó chỉ được lật hai lá là cú nhất nhá. Ngon nhất là được lật 8 lá nha anh em ơi. Đây mình vào khiêu chiến luôn này. Đâu qua đã. Cái này mình nghĩ là nó cũng sẽ hồi như cái thể lực này anh em ơi. Anh em làm sao mà đừng để cho nó mắc nhá. Đây, mắc là 60 này anh em ơi. Mấy cái như thể lực hay là mấy cái này ấy, anh em đừng để mắc nhá, để nó hồi thì nó sẽ ngon hơn nhá. Đây cái này nó cho mình bỏ qua luôn này. Đây mình được rút 6 lá nhá. Anh em khi lên VIP 3 thì mình sẽ được rút thêm một lần nhá anh em ơi. Đây rút thì mình sẽ được mảnh trang bị này. Đây và cái điểm huấn luyện này anh em ơi. Khi anh em qua cái ải đầu của map 4 thì nó sẽ mở cái đấu trường cho anh em nhé. Cái này anh em nông dân thì cố gắng leo thật cao nhé, vì leo cái này nó được cả kim cương nha anh em ơi. Anh em cố gắng chơi càng sớm càng tốt, leo càng cao thì khi anh em mở kịch ý, thì anh em có thể nhờ anh em trong gia tộc hay là anh em ở trên server mọi người lưu ra để cho anh em leo để kiếm thêm kim cương nhá. Mình thấy cũng khá nhiều kim cương cái này nhá, anh em chú ý cho mình cái này nhá. Đi cái đấu trường này thì 6 giây thì mình mới được bỏ qua nha anh em ơi. Cái game này ấy, mới đầu vào thì anh em đã được ba cái con trong tem 7 nhá. Naruto, mới Sasuke, mấy Sakura nha anh em ơi. Đây anh em có thể thấy nó được kim cương này, rất là ngon nhá. Anh em cố gắng leo cái này thật nhanh nhá. Đây khi anh em qua cái ải đầu tiên của chương 1, cái phó bản tiếng Anh nhá, thì nó sẽ mở cái duyên phận nha anh em ơi. Cái game này duyên nó không kích tướng với nhau nhá, mà nó kích theo bộ anh em ạ. Đây như tem 7 này, cái nó tăng toàn tem hết nhá, tăng tất cả chỉ số này, tấn công này, HP này, thủ này. Đây còn bộ dưới này gián điệp làng âm thanh nha anh em ơi. Cái này thì nó có cả nâng cấp duyên phận nha anh em ơi. Đây nó cần điểm duyên nhá, mà điểm duyên thì anh em kiếm trong cái phó bản tinh anh nhá. Và anh em chú ý cho mình nhá, cái game này khi anh em lên level ấy, thì nó sẽ được hồi thể lực nhá. Đây như anh em thấy này, mình đang 222 trên 120 nhá. Cái này thì anh em vào anh em tăng bậc tướng lên nhá.
Cái game này tăng bậc tướng thì nó cần nguyên liệu đi map nha anh em ơi. Đây anh em ấn vào cái huấn luyện này. Đây cái tăng bậc tướng lên anh em ơi. Đây nó cần nguyên liệu nhá. Nguyên liệu thì anh em kiếm ở map nhá. Anh em cứ quét làm sao cho dưới 100 nhá. Tốt nhất là cứ quét xuống tầm 50 nhá. Đấy mọi người có thể thấy này. Đây vừa quét xong lại vẫn cần đấy thể lực luôn. Cái game này khi lên level nó được rất nhiều thể lực nha anh em. Chú ý là mình cái này nhá. Đấy lại lên level tiếp, vẫn 216 anh em ạ. Mình quét hai đợt rồi mà vẫn chưa xuống cái thể lực nào luôn. À đây nó thiếu level. Đây mình cứ quét cho nó thể lực nó bớt bớt tí nha anh em ơi. Không cứ để trên 200 nó rất là phí anh em ạ. Quét khá lâu anh em ơi. Có độc 200 thể lực mà mình quét quét đi quét lại mà vẫn gần 200. Đấy, vẫn 168 anh em ơi, lại lên level tiếp. Đấy khi anh em lên level 15 ấy thì nó có thêm mấy cái gói quà tân thủ đấy anh em ơi. Đây nó có 3 loại nhá. Một là anh em dùng tiền mặt nhá. Cái này như nó vẫn chưa dịch hết anh em ơi, vẫn 0,84 đô này. Loại thứ hai là dùng kim cương nhá, loại thứ ba là anh em dùng bạc nhá. Và cái này nó xuất hiện trong 6 tiếng nha anh em ơi. Cái này chắc anh em nông dân cứ dùng bạc để mua thôi. Đây này nó vẫn chưa gì này, vẫn 0,84 đô này anh em ơi. Thôi bỏ qua đi, nông dân thì tốt nhất là mua bằng bạc thôi anh em ạ. Anh em nông dân mà không có điều kiện thì cố gắng lạp lấy 10.000 lấy gói quà lạp đầu nha anh em ơi. Đây được hẳn con tướng SS chứ không phải tướng S anh em ơi. Đây được cái con Derada nha anh em. Đây mình vừa mới lạp 10.000 nhá. Đây là mình đã được sở hữu cái con tướng SS luôn nhá. Khi mà anh em lên level 30 ấy, thì anh em vào cái huấn luyện để mình kiếm set trang bị lam nha anh em ơi. Anh em bấm vào cái khiêu chiến nhá. Đây huấn luyện này. Đây level 30 là nó sẽ mở trang bị bậc 2 nhá. Còn lên level 50 thì sẽ làm mở trang bị bậc 3 nhá. Bậc 3 mình nghĩ trang bị tím nha anh em ơi. Đây C là nó chỉ cho mình rút 3 lần nhá. Cùi quá thì anh em làm mới nhá. Đây, vẫn 3 lần này. Đây B 5 lần nhá. Đi cái này thì nó cho mình bỏ qua nhé. À quên, chắc mình vẫn chưa để trận này. Đấy, VIP 3 được mở thêm một lượt này, VIP 4 được mở thêm hai lượt lứa nha anh em ơi. Đấy anh em cứ farm cho đủ set các con nhá. Đây mình cũng quét map được kha khá anh em ạ. À. Đây cũng level 34 nhá. Đây mình vẫn còn 26 tô mì ramen nha anh em ơi. Anh em mà nhập đầy đủ code vé kiểu gì là anh em cũng đủ tầm 10 cái vé quay tướng anh em ơi. Đây chiêu mộ cao nhá. Đây chiêu mộ 8 lần chắc chắn sẽ nhận được S hoặc SS. Cái này như là chỉ được S thôi anh em ạ. Khi nào đủ điểm may mắn thì mình mới được SS nhá. Đây mình quay luôn nha anh em ơi. Đâu được con gì đây? DHBG tên mình ấy. Đây tem gì mình được con tem gì anh ạ. Mình bỏ qua luôn nhá.
Đây không biết con này mạnh không nữa. Cái này theo ý kiến của mình ý, anh em nông dân không cần phải bỏ kim cương ra để coi nhá, rất là phí anh em ạ. Anh em cứ tích mấy cái game dạng này ý, kiểu gì sau nó cũng có mấy cái sự kiện như là giảm giá hay là mấy cái sự kiện được đồ hay là tướng mà mình phải dùng kim cương anh em này. Đây hiện tại thì tem mình cũng đủ rồi. Đây cái con này là lúc mình cho vào để mình nâng cái bậc nhân giả đây anh em ơi. Đây anh em có thấy cái bậc nhân giả đây không? Đây lúc mình khiêu chiến lên bậc ấy, từ cái học viện Linza mình nâng lên cái Elin thì mình phải trong trận phải đủ 6 con thì nó mới cho khiêu chiến anh em ơi. Để khiêu chiến này được khá khá nhiều kim cương nhá. Đây con này vẫn level 1, mình chưa nâng thì thôi nhá, chưa nâng gì luôn. Và anh em chú ý cho mình cái game này có cái boss thế giới nhá anh em. Đây nó tên là sự kiện thế giới này. Đây phản bội xâm nhập này, thời gian mở từ thứ hai đến thứ sáu này, 17 giờ đến 19 giờ nha anh em này. Đây boss Sasori đang level 4 này. Đây nó có thưởng thưởng bảng xếp hạng nha anh em này, được bí dược và mì nha anh em này. Đây một tô mì thì anh em sẽ được hồi 30 thể lực nha, rất là ngon luôn. Đây thưởng thì nó có cả thưởng tổng sát thương này. Đây và thưởng tiêu bốt này. Đây bốt level 4 này. Như bốt giờ đang level 4 thì phải. Nghĩa tức là tí nữa diệt xong bốt thì được thêm 400 kim cương à. Rất là ngon luôn này anh em ơi. Đây mọi người chú ý nhá. Từ thứ hai đến thứ sáu này, 17 giờ đến 19 giờ này. Còn ở cái dưới là ví thú tập kích à. Clay thì từ thứ bảy đến chủ nhật này, thời gian mở cũng từ 17 giờ đến 19 giờ nhá. Đây anh em có thể thấy mình đã lên VIP 4 nha anh em ơi. Mà mình chỉ có lạp mới có 10k nha anh em ơi, lạp 10k lên VIP 4 này. Anh em có thấy cái chữ phó bản tổ chức được không? Đây anh em Clay mình cũng không để ý là level bao nhiêu hay đi qua map bao nhiêu có nhá. Đây mình vừa xem xong cái con boss thế giới ấy, thì mình thấy nó có cái chấm đỏ mình ấn vào nhá. Đây anh em có thể thấy này. Đây nó có rất là nhiều cái nhiệm vụ này. Đây mình được mảnh tướng này, được cả cái XVIP nha anh em ơi, rất là ngon nhá. Đây mọi người có thể thấy rất nhiều nhiệm vụ luôn nhá. Đây mình còn mấy cái vẫn chưa xong này. Đây xây dựng tổ chức này, học kỹ năng tăng lực chiến này. Đây khiêu chiến cái phó bản khó này. Đây mình còn rất nhiều ô chưa mở nha anh em ơi. Đây mình VIP 4 rồi nhá. Khi anh em lên level 37 thì nó sẽ mở cái tháp ninja nha anh em ơi. Đây ở cái con Shizune nhá. Đây khiêu chiến nó có khiêu chiến 1 đến 3 sao nhá. Đây nó có cả cái lực chiến tối thiểu đây anh em ơi. Đây cái này nó cho mình bỏ qua nhá. Đây lên 37 thì nó cũng cho mình thêm cái giới chỉ này anh em ạ. À. Chắc là cái giới chỉ này mấy nguyên liệu lâng chắc là ở cái tháp anh em. Đây đúng là cái tháp. Đây nó khiêu chiến có sao này, chắc là kiểu gì sau thì nó cũng cho mình chọn thêm chỉ số anh em ạ. Mấy game này dạng này toàn vậy nhá. Đây khi anh em đi xong anh em được đá tinh xảo với cái đá ưu hóa nha anh em. Đây nó có cho chọn mình tỷ lệ anh em này, tăng HP này, tăng tỷ lệ bạo này. Chắc là mình sẽ chọn full đêm luôn anh em ạ. Tấn công ngon nhất là anh em ơi.
Cái tình là mình cạn thể lực của nha anh em ơi. Đây còn có 33 thể lực này. Không còn một cục thể lực đâu nhá. Đây mình quét lên được level 38 này. 50% nhá. Trong bảng xếp hạng thì mình bảng xếp hạng level ấy thì mình top 50 nhá anh em ơi. Cái ác này mình chỉ lạp có 10k nhá. Đây. Tích lũy 7 năm kim cương này. Cái game này ấy, anh em làm đầy đủ nhiệm vụ nhá, là mình lên VIP 4 nhá anh em ơi. Mình nhớ là nó có một cái code là tên là VIP 7 phải, thì chắc là anh em chơi Forza không chắc lên VIP 7 nhá. Đây quả đăng nhập ngày thứ hai ấy, thì nó sẽ được Sakura anh em ơi. Đây là cũng như con A thôi, như con phẩm A thôi, nhưng mà nó lên phẩm nhá. Đây nó đấm tạo ra một mảnh đào hoa này, gây sát thương lên một kẻ địch hàng trước nhá. Tất cả đồng đội hồi HP bằng 30% công nha anh em ơi. Giảm sát thương của đồng đội hàng trước 10% này, sát thương của đồng đội hàng sau 21% nhá, duy trì 5 giây nha anh em ơi. Cái con này là con dạng búp nha anh em ơi. Tức là ngày mai là mình đã có một con tướng búp khá là ngon nhá. Đây để mình xem lại cái con Sakuza A này. Con này nó chỉ có tăng 20% giảm thương cho đồng đội HP nhá. À nó không có búp máu nha anh em ơi. Con Sakuza S thì nó mới có búp máu nha anh em. Đây hiện tại mình còn 6.300 kim cương này. Cái này nó không cho mình xem quà trước 7 ngày nhá. Đây còn cái quà cấp này, nó có 15 mới 30 này. Quà cấp 15 ấy, theo ý kiến của mình anh em nên mua bằng kim bảo nhá. Đây nó được 4 cái vé lệnh chiêu mộ này anh em ơi. 10 cái lệnh là 1.900 kim bảo nhá. 4 vé nó cũng phải tương đương với 800, mà đây nó chỉ bán có 288 nhá, mà mình được thêm rất là nhiều nguyên liệu nhá. Cái này anh em mua 288 cho mình nhá. Đây cái nó chỉ cho mình chọn một mốc thôi nhá, là bằng vàng hay là bằng kim bảo hay là lạp nhá. Còn mốc này thì nó được trang bị nhá. Cái này chắc là mình sẽ mua bằng vàng anh em ạ. Cái 488 kim bảo rất là phí luôn. À đâu, 488 kim cương nhá. Ok, là mình được thêm một cái trang bị tím này. Còn cái phúc lợi này, đây cái này là như là cái gói gói quà đua cấp 200k thì phải. Còn cái phúc phúc lợi ở cái quà VIP này thì anh em mua cho mình nhờ thể lực nhá. Đây đây gói sơ này, 5 cục thể lực này anh em này. Đây còn cái quý này thì anh em khi anh em lên VIP 4 ấy, nói chung là anh em làm đầy đủ nhiệm vụ như mình ấy, là anh em đủ lên VIP 4 nhá, là anh em sẽ tốn 1.000 kim cương à, để mình mua nhá. Mình hay nhầm với kim bảo anh em ạ. Đây anh em lên level 30 là mình cũng chặn được 1.000 nhá. Cái game này chơi vào đây khá là ngon anh em ạ. Nó được miễn phí luôn cái quý nhá. Còn cái chiêu mua tài này thì được vàng anh em ơi. Đây thẻ tháng khá ngon anh em ơi. Đây thẻ bạc thì nó được 128 kim cương này, 4 mảnh đại ngũ này. Và hồn nha anh em ơi. Rất là ngon luôn. Còn mốc thẻ vàng thì nó được 218 kim cương này. 4 mảnh Derada này. Đây và hai cái mảnh tuyệt sát nha anh em ơi. Đây còn cái giao dịch này là anh em dùng kim cương để mình đổi cái vàng nhá. Cái này mình nhớ có cái nhiệm vụ
Giao dịch hai lần thì phải. Một lần đầu tiên là nó phờ re này, lần sau là 10 kim cương. Đây còn cái cuối cùng là cái nhận thể lực nha anh em ơi. Mình nhớ cái này như là từ 7 giờ hay là từ 8 giờ thì phải. Để cái mốc cuối là 20 giờ đến 24 giờ nhá. Được 80 thể lực này và cái gì này mình cũng không biết được. Và cái này nó có cái kim cương cầu phúc nha anh em ơi. Đây cái này mình chưa quay luôn nhá, mình đợi cuối video mình quay nhá. Đây 88 kim cương thì mình được 238 này. Còn 288. Đây mình được 455 này, 288 mới tính ra cũng được có gần 200 nhá. Đây. Tiêu 888 cứ cho 900 đi. Đây 900 thì mình được 1.107, tức là mình được 300 nha anh em ơi. Đây lần thứ 5 thì nó yêu cầu VIP 5 nhá. Chắc là mỗi VIP lên một VIP thì nó sẽ cho mình cầu phúc một lần nha anh em ơi. VIP 5 cái này còn lại 4 ngày nữa. Chắc là làm nhiệm vụ kiểu gì cũng lên VIP 5 anh em ạ. Đây còn cái lạp đầu này thì anh em cố gắng lạp cái đầu cho ngon anh em ơi. Anh em làm chỉ cần 10.000 thôi là mình đã có con tướng SS đi map đầu game khá ổn nha anh em. Con này không biết là sau nó có chơi được không, tại vì mình thấy tướng thì nó có lên kỹ năng, nó cần tướng anh em ơi. Tí mình cho anh em vào xem nhé. Còn cái vui, còn cái 7 ngày này ấy, thì theo ý kiến của mình thì anh em lên mua cái set trang bị tím nhá. Đây chỉ có 498 kim cương nhá. Mình nhớ cái gói quà level 30 ấy tốn tận như là 488 kim cương mà mình chỉ được có hai cái món trang bị tím nhá. Cái trang bị tím này như là lên level 50 anh em mới kiếm được nhá. Đây bảng xếp hạng lực chiến này, đây mình hạng 80 anh em ơi. 177k9 nhá. Đây cái này nó cũng có đạt mốc này anh em ơi. Mốc cuối cùng là 300k này. Đây top 1 server mình là server 2 nhá. Đây top 1 mình đang 364k nhá. Cái này nó không cho mình xem top nhỉ. Đây top 1 với top 2 với top 3 cũng xem nhau nhá anh em ơi. Để top 1, top 2 chênh nhau có 4k luôn nha. Đây được thêm 4 cục thể lực đấy anh em ơi. Mình chúc phúc cái kim cương kia, nó cũng tính kim cương tích tiêu nha anh em ơi. Đây 12 tháng 2. Gà trong 2 ngày hay 3 ngày nhỉ. Đây tích tiêu này cũng được khá, cái này chắc là cho anh em tốt rồi. Đây tích tích đến 15k thì mình được cái Naruto sách tuyệt sát này. Tiêu 20k thì được sách tuyệt sát Deraza nhá. Thế đi đây. Nhấn giá. Phản bội xâm nhập à? Cái này mình cũng không để ý là cái gì luôn. Cái này chắc mình phải tìm hiểu thêm mình nhớ được anh em ạ. Cái này game mới lên rất là nhiều hoạt động mình không nhớ luôn. Thôi chết rồi. À, cái đấy là bot anh em ơi, chết rồi. À thì ra là bot anh em ạ. Mình quên không đánh bot rồi, mình nhớ mình còn 8 lượt thì phải. Nói. Quên. Đây mình còn 5 cái, tí chắc là mình quét, chắc là tí nữa mình lên level 39 nha anh em ơi. Đây quên nhầm. Cái game này ấy, nó không có cái trùng sinh tướng nha anh em ơi. Anh em lưng ký lăng hay là lưng cái gì thì anh em đừng có lưng dồn quá nhá. Để sau xem anh em cứ nghiên cứu xem cái con tướng nào anh em xài được lâu dài thì mình mới lưng nhá. Đây hiện tại là cái con SS này, hiện tại mình vẫn chưa biết chơi con gì.
Mình đang dồn cái con Dedada này nhá. Đây mình bồi dưỡng full con này luôn anh em ạ. Tại vì mấy con kia mình cũng chưa chắc là mình đã chơi được qua một tuần đầu đâu anh em ạ. Đây, có cái bồi dưỡng mình cứ bồi dưỡng nó này. Ngày mai là được cái con Sakura búp máu rồi nhá. Đây thêm 1.000 lực chiến nữa nhé. Đâu để mình xem còn cái gì nữa nhỉ. Cái này theo ý kiến của mình ấy, anh em tránh tình trạng xài quá nhiều kim bảo để mình quay tướng này nhá. Đây hiện tại là mình còn quay 8 lần lứa là ra con SS nhá. Mà vé bây giờ mình có 7 nhá. Để mình xem còn kiếm được một vé lứa. Không thì mình ở đâu, khoan đã. Mình nhớ là có một gói đâu nhỉ. Đấy, phúc lợi. Chắc là mình sẽ hy sinh 800 kim bảo, à 800 kim cương à. Hồi chắc là mình sẽ hy sinh 800 kim cương để mình mua cái bốn cái gói chiêu mộ cao rồi nha anh em ơi. 800 khá là chan nhá. Đây là mình có 11 vé, mình quay 10 lần nhá.